Xin chào quý vị và các bạn. Cái chết đột ngột thương tâm của ông Khánh là dấu mốc Hải Đăng trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn để làm chỗ dựa cho gia đình, cũng như chèo lái tập đoàn Khánh đi, tâm huyết cả đời của ông. Nhưng cái chết của bà còn nhiều uẩn khúc, khiến cho anh bị thôi thúc phải tìm ra sự thật. Sau chuỗi những bất thường thời gian qua, lại nhớ tới chính người vợ của anh, là người cuối cùng gặp ông Khánh. Anh bắt đầu nghi ngờ về cô vợ ngoan hiền của mình. Và rồi trang soái ca tương kế tự kế, giả vờ làm hồn ma của ông Khánh xuất hiện trong căn biệt thự rộng lớn. Và đương nhiên, Mỹ Anh có tật giật mình, cô sa lưới. Trong lúc hoảng sợ, cô nàng khai hết mọi chuyện. Liệu rồi Hải Đăng sẽ xử lý cô vợ giả mạo, nham hiểm, độc ác này ra sao là những nội dung chính của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Mỹ Anh chưa biết thanh minh ra sao khi ông Khánh vô tình phát hiện ra được mối quan hệ lén lút, vụng trộm của cô và bác sĩ Tài. Ông ra tối hậu thư buộc cô con dâu lăng loàn chắc nết này quấn xéo khỏi trần ra. Nhưng Mỹ Anh khó khăn lắm mới có được vị trí phu nhân của tổng giám đốc. Cô không chịu khuất phục. Trong lúc cả hai cự cãi giằng co, bất ngờ ông Khánh lên cơn đau tim. Chính cô nàng giành lấy lọ thuốc của ông rồi dương mắt ếch nhìn ông trong đau đớn, từng bước rời xa cõi đời. Cô tự trấn an bản thân. Ông Khánh chết đi thì bí mật này cũng ngủ yên dưới ba tấc đất. Vị trí chủ tịch cũng nghiễm nhiên thuộc về Hải Đăng, đồng nghĩa là cô cũng thăng cấp thành phu nhân chủ tịch, được mọi người kính nể. Việc tiếp theo, cô nàng chỉ giả vờ là đứa con hiếu thảo, khóc lóc thảm thiết, tiễn đưa ba chồng về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Thế nhưng khi ung dung trong nhà, khi cô cảm thấy lạnh sống lưng như có ai đó đang theo dõi mình, có những lúc trong đêm khuya thanh vắng, nhìn xa xăm cô lại thấy bóng áo trắng vụt qua, trông hình dạng rất giống với ông Khánh lúc sinh thời. Rồi trong mỗi giấc mơ, cô đều nhìn thấy ông Khánh trở về đòi mạng. Cô giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa, chỉ biết nhắc nhở bản thân. Trên đời này làm gì có ma, chỉ có mày thần hồn nát thần tính thôi. Mọi việc chưa dừng lại khi cô nàng bỗng nghe được cuộc trò chuyện của má chồng và con bé Mười giúp việc. Mười nói, bà chủ ơi, bà có thấy lạ không? Dù ông chủ đã mất, nhưng con cảm thấy ông chủ vẫn còn trong nhà này. Có những lúc con còn mơ thấy ông tươi cười với con. Còn dặn con phải chăm sóc bà cẩn thận. Bà Dung bồi thêm. Vậy là con cũng nhìn thấy ông à. Bà luôn thấy ông ở bên bà mọi lúc mọi nơi. Rồi bà Dung không cầm được nước mắt. Ông và bà đã hứa hẹn sẽ sống với nhau tới răng long đầu bạc. Vậy mà ông lại xấu số đoản mệnh. Mười vội an ủi bà chủ. Con xin lỗi bà vì nhắc chuyện không vui. Nhưng bà yên tâm, ông là người nhân hậu. Lúc sinh thời ông làm nhiều việc tốt nên chắc chắn ông cũng sớm được lên thiên đường. Bà Dung nhìn về phía Mười nở nụ cười hiền hậu. Mỹ Anh đứng gần đó nghe được câu chuyện, cô tim đập chân run. Lẽ nào ông Khánh xấu khôn thác thiêng như vậy? Lẽ nào hồn ma của ông chưa thể siêu thoát? Cô nàng còn âm thầm tìm tới thầy bói, xin bùa bình an với hy vọng để hồn ma của ông không đeo bám. Nhưng một đêm mưa gió bão bùng, khi cô đang say giấc nồng, khi hồn ma của ông Khánh xuất hiện gần hơn, với gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt đầy căm phẫn, ông nghiến răng, trả mạng cho tôi, trả mạng cho tôi. Mỹ Anh sợ hãi, chạy vào góc nhà, tay siết chặt, miệng lẩm bẩm. Không phải do tôi, là do ông lên cơn đau tim mà chết. Rồi cô nàng lấy tấm bùa thỉnh được ở chỗ thầy bói giơ lên. Đúng lúc gay cấn thì đèn trong phòng bật sáng, bà Dung, Hải Đăng, Ngọc Vân bước vào, tất cả đều tỏ rõ sự thất vọng. Thì ra sau khi ông Khánh qua đời, ông sống khôn thác thiêng về báo mộng cho Hải Đăng rằng ông chết oan uổng, còn muốn con trai đòi lại công bằng cho ông. Hải Đăng cố gắng tỏ ra bình thường, suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào công việc. Nhưng thật ra anh đang âm thầm điều tra cái chết của bà. Anh chợt nhận ra chính vợ là người phát hiện ra ông trong thư phòng đầu tiên. Chính cô nàng là người truy hô mọi người. Khi tất cả đã có mặt, thì Mỹ Anh đang khóc lóc thảm thiết, còn ông Khánh đã ngã gục dưới nền nhà. Anh tự hỏi, có chuyện gì mà ba anh, vợ anh lại nói chuyện riêng với nhau? Rồi những ngày sau, trong lúc ai cũng đau buồn, nhưng anh vẫn thấy cô bình thản. Khi anh chất vấn cô lại cao giọng nói. Người chết cũng đã chết rồi, chẳng lẽ người sống cứ mãi đau buồn, thương nhớ như vậy? Khi đó anh còn ngây thơ cho rằng có lẽ cô khát máu tanh lòng, không có dây mơ dễ má gì với ông, nên không thấy đau buồn như Ngọc Vân hay là anh. Thế nhưng trong một lần tới thư phòng của ba, vô tình anh nhìn thấy tấm hình duy nhất còn sót lại giữa vợ và bác sĩ Tài tình tứ thân mật với nhau.
Lẽ nào đây chính là nguyên nhân khiến cho ông Khánh mời riêng con dâu vào thư phòng? Đây chính là nguyên nhân khiến cho ông lên cơn đau tim và đột quỵ. Có điều, sau khi ông Khánh qua đời, Mỹ Anh cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói. Cô và bác sĩ Tài cũng tạm thời cắt đứt liên lạc, nên Hải Đăng không tìm được manh mối, không chịu đầu hàng. Chính Hải Đăng là người nghĩ ra cách giả hồn ma của ông Khánh, khiến cho Mỹ Anh hoảng sợ, không đánh mà khai. Thậm chí câu chuyện của bà Dung và người giúp việc cũng nằm trong kế hoạch của anh, cố tình để Mỹ Anh nghe thấy. Hải Đăng tiến tới, nắm chặt tay của Mỹ Anh, giọng đanh thép. Em giải thích đi, tấm bùa này là thế nào? Cô nàng cố gắng trấn tĩnh bản thân và lươn lẹ đáp. Tại em hay mơ thấy ác mộng, em sợ. Lại được một đứa bạn nhắc chỗ này rất linh thiêng nên em mới... Cô nàng trả lời nửa nạc nửa mỡ. Bước tiếp theo, cô không quên dùng chiêu nước mắt cá sấu khóc lóc để biện minh. Hải Đăng à, em là người thế nào chẳng lẽ anh không hiểu? Cũng tại em, thấy anh chịu nhiều áp lực nên mới không dám tâm sự cùng anh. Mới nghe qua thì ai cũng nghĩ cô là người vợ hiểu chuyện, thấu tình đạt lý. Nhưng Hải Đăng đã sớm nhận ra cô nàng không còn là Minh Anh mà anh từng yêu. Trước đây anh còn lừa dối bản thân là vì vụ tai nạn, nhưng sau khi ba mất, anh đã tỉnh ngộ ra rất nhiều. Anh lấy tấm hình giữa cô và bác sĩ Tài đập vào mặt cô. Cái này là thế nào? Em giải thích đi. Đừng nói với anh là em và bác sĩ Tài tới khách sạn về chuyện tư vấn sức khỏe. Cô nàng chưa biết lấp liếm thế nào, bà Dung tiến tới chẳng nói chẳng rằng tát thẳng vào mặt cô. Cô đúng là loại bỉ ổi. Con trai tôi yêu thương cô như vậy, gia đình tôi đối xử với cô như vậy. Nhờ đâu cô mới có được gương mặt này, có được cuộc sống này. Cô đúng là hồ ly tinh, cô ăn cháo đá bát. Ngọc Vân nãy giờ cũng rất sốc. Ngọc Vân lắc đầu. Chị hai, chị nói cho mọi người biết chuyện này là thế nào, cái chết của ba là thế nào. Mỹ Anh quỳ sụp xuống đất, ôm đầu gào khóc. Hải Đăng à, em đau quá, em không biết chuyện gì cả. Anh phải tin em. Hải Đăng mỉa mai, cô không cần diễn kịch nữa, bác sĩ nói sức khỏe của cô đã ổn định. Em nói đi, có phải em khiến cho ba anh mất hay không? Trước kế hoạch giả ma giả quỷ kín kẽ của Hải Đăng, liệu có khiến cho cô nàng ngoan ngoãn khai nhận mọi việc? Và trước sự uy hiếp thúc giục của bác sĩ Tài, liệu Mỹ Anh có thương lượng được mãi? Hay Hải Đăng sẽ sớm bắt tại trận đôi gian phu dâm phụ đang làm chuyện đồi bại cùng nhau? Từ đây anh sẽ vén được bức màn sự thật về vụ tai nạn, về thân phận của hai chị em. Với màn lừa trên dối dưới, với những đau thương mất mát, Minh Anh đã trải qua, với cái chết thương tâm của ông Khánh, Hải Đăng sẽ khiến cho Mỹ Anh nhận bản án ra sao? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới video của chúng tôi để mọi người cùng bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại!